Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 8 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuyên đề để cho ý kiến theo thẩm quyền một số nội dung quan trọng. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Lê Văn Nừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chủ trì hội nghị. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã tập trung thảo luận và thống nhất chủ trương đầu tư dự án khu đô thị phía tây thành phố Long Xuyên tại phường Mỹ Quý và phường Mỹ Thới, cho ý kiến đối với chuyên đề về công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, báo cáo công tác tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã phát động phong trào thi đua xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt trong toàn Đảng bộ tỉnh. Các huyện thị thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy An Giang đã ký kết giao ước thi đua. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn xác định công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên là nhiệm vụ cơ bản thường xuyên, là vấn đề có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, là khâu quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, để công tác tạo nguồn, phát triển Đảng thực sự chất lượng, hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị các cấp ủy trên địa bàn tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy về công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, xem công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ, đảng bộ. Các cấp ủy tổ chức Đảng phải nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình kết nạp đảng viên, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng thành tích lại không chú trọng đến chất lượng. Cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, trong công nhân, để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của Đảng, tạo động lực phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các chi đảng bộ cơ sở chủ động có kế hoạch, biện pháp tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình kết nạp đảng viên mới, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp, đồng thời đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, tạo niềm tin cho đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Về phong trào thi đua xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, để phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, các địa phương đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những cái biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đối với dự án khu đô thị phía tây thành phố Long Xuyên tại phường Mỹ Quý và phường Mỹ Thới thành phố Long Xuyên, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang yêu cầu tập trung rà soát, thực hiện sớm các thủ tục quy trình lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Nội dung dự án đăng ký đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, đảm bảo mỹ quan đô thị để tạo sự phát triển lâu dài và tạo điểm nhấn của thành phố Long Xuyên, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân trong việc triển khai thực hiện dự án. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Ban Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Cợp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.